Tiếp theo chúng ta đến với nội dung câu số 48. 2 cốt bình cộng 3 cốt thì thực ra ta đặt cái này là T thôi, không vấn đề gì cả. Đầu tiên ta xem có nghiệm nào không thỏa mãn này không. Đây là 1,5 pi. 7 pi trên 6 vẫn thỏa mãn, các nghiệm đều thỏa mãn rồi, đúng chưa? Đấy. Thì có thể các em sẽ nhập cái hàm số này vào, xong bấm phím can các nghiệm nhé. Còn đây thầy vẫn giải tay. A cộng B cộng C bằng 0. Thì ta sẽ có một nghiệm bằng 1, một nghiệm là C trên A, thì nghiệm C trên A trừ 2,5 thì loại rồi. Như vậy, cốt 2x cộng pi trên 3 bằng 1. 1 thì chính là cốt của gì? Suy ra đi, 2x cộng pi trên 3 bằng k2pi. Thế chắc chắn chuyển pi trên 3 sang là trừ và chia 2 xuống là trừ pi trên 6. Phải có nghiệm trừ pi trên 6. Nghiệm pi trên 6 lại bỏ. Đúng không? Như vậy, x sẽ bằng trừ pi trên 6 cộng với k pi. Thế k bằng 1 thì sẽ là 5 pi trên 6, k bằng 2. Đúng không? Nếu k bằng 1 thì 5 pi trên 6 mà k bằng 2 thì sẽ là mấy? 12 trừ 1 là 11 pi trên 6 thì vượt ngoài khoảng này rồi. K bằng âm 1 thì sẽ là âm 7 pi trên 6 đúng không? Vậy ta có âm 7 pi trên 6 và 5 pi trên 6. Đáp án B, thỏa mãn. Xin lỗi. Âm 7 pi trên 6 phải là đáp án D chứ. Được chưa? Tiếp tục câu 49. Phương trình này A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm là 1. Cốt x bằng 1 thì x bằng k2 pi. Phương trình này sin bình x, sin bình 2x. Thế thì ta có thể làm như sau, sin bình x sẽ bằng gì? 4 lần sin bình x nhân cốt bình x. Sin bình chuyển sang 1 trừ sin bình bằng cốt bình x. Ta suy ra được cốt x bằng 0. Sin bình x bằng 1 phần 4 thì sin x bằng cộng trừ 1 phần 2. Đấy. Đây là cách giải bằng cách thì đưa về phương trình bậc nhất. Còn các em hoàn toàn có thể hạ bậc con này để ra phương trình bậc 2. Bây giờ hạ bậc ra cốt x, con này là 1 trừ cốt bình, đều được cả. Cốt x bằng 0 thì x bằng gì? Pi trên 2 cộng k pi. Nhưng chắc chắn có nghiệm pi trên 2 cộng k pi. Cộng trừ 1 phần 2 này thì là cộng trừ minus 6, như ta có đáp án. À, đúng chưa? Tương tự, câu 51 là phương trình bậc 2 của tang. Ta vẫn có A cộng B cộng C bằng 0 thì tang x bằng 1 và tang x bằng trừ 6. Các em lưu ý nhé, nếu là sin cốt thì nếu sin cốt mà nằm ngoài khoảng trừ 1 thì loại, nhưng mà tang cotang thì vẫn lấy thoải mái. Do đó bài này chắc chắn có nghiệm là nghiệm lẻ. Tang x bằng 1 x bằng pi trên 4 cộng k pi. Nghĩa là k2 pi là bỏ rồi đây. Trừ pi 4 bỏ đây. K pi bỏ đây. Đấy, mỗi nghiệm này chưa? Còn tang x bằng trừ 6 thì x bằng arc tang của trừ 6 chưa? Nghĩa là đáp án A. Tương tự cho câu 52, cũng là bậc 2 của tang. Ta lấy A cộng B cộng C thì bằng 0, thì một nghiệm là 1. Tang x bằng 1. Một nghiệm là tang x bằng C trên A là 1 trên căn 3. Thế tang x bằng 1, x phải bằng pi trên 4 cộng k pi. Pi trên 4 cộng k pi, ta thấy có mỗi đáp án A thỏa mãn, ta chọn luôn. Câu 53. Tang cộng 3 cotang thì em lưu ý cotang sẽ bằng 1 trên tang. Thì quy đồng lên ta được tang bình trừ 4 tang x cộng 3 bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0 lại là nghiệm tang x bằng 1 và tang x bằng bằng 3. Đấy, thì các bạn biết ngay là nghiệm là pi trên 4 và nghiệm là arc tang 3 chưa? Đấy, thì ta có gì? Đáp án D. Pi trên 4 cộng k pi và arc tang 3 cộng k pi. Câu 54. Câu 54 thì tương tự câu trên rồi, bị trùng rồi đúng không? Hai câu này giống hệt nhau. Thế thì D luôn này. Câu 55. Câu 55 A cộng B cộng C bằng 0. Thì ta có nghiệm tang x bằng 1 và tang x bằng căn 3. C trên A mà. X bằng pi trên 4 cộng k pi. Hai thằng âm đi. Tang x bằng căn 3 thì x bằng gì? Pi trên mấy? Pi
pi trên 3 chứ không thể âm được, đúng không? Như ta có đáp án A. Câu 56. A trừ B cộng C bằng 0, một nghiệm là tan x, bằng trừ 1, một nghiệm là tan x, bằng trừ C trên A là trừ 1 phần 2. Tan x bằng trừ 1, x bằng trừ B trên 4 cộng K pi. Ta có đáp án D. Mỗi đáp án này có trừ B trên 4 cộng K pi. Câu 57. Một họ nghiệm phương trình A cộng B cộng C bằng 0 vẫn là tan x bằng 1. Đấy, các em thấy là phần lớn bài nào rơi ở bậc 2 đều ra dạng là nhầm được nghiệm A cộng B cộng C bằng 0 hoặc là A trừ B cộng C bằng 0. Nên đừng có ỉ vào cái máy tính bấm giải phương trình quá, trừ những con lẻ, được chưa? Đấy. Thế tan x bằng 1 thì chắc chắn có nghiệm x bằng gì? Đây là 2x chứ. 2x bằng pi trên 4 cộng kp thì x sẽ bằng pi trên 8 cộng kp trên 2. Ta có đáp án D. Được chưa? Tiếp tục ta đến nội dung câu 58. Họ nghiệm của phương trình này. Cái này thì lại là 1 trên tan, đúng không? Quy đồng lên thì ta sẽ được là 3 lần tan bình 2x trừ 5 lần tan 2x, được chưa? Cộng 2 bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0 thì tan 2x lại bằng 1. Và tan 2x mà bằng 1 thì nó phải liên quan đến 2x bằng pi trên 8. À, pi trên 4 thì chia đôi xuống là pi trên 8, đây không có rồi. Một nghiệm nữa là 2/3. Thế gọi là 2x bằng gì? Áp tan 2/3 cộng kpi và chia 2 xuống thì phải là đáp án D. Đấy. Nên nếu thử đáp án thì những con như này các bạn sẽ cũng mất thời gian rồi đấy. Vì sao? Các bạn phải nhập phương trình này, nhớ đổi radian nhé. Sau đó thử các đáp án này vào và rõ ràng đến tận đáp án gì? Đáp án D mới là nghiệm cơ. Thì đương nhiên các em thấy rất là mất thời giờ không? Còn nếu ta viết được một dòng này ta nhầm được ngay ra nghiệm rất là nhanh. Đấy. Và cái vấn đề này thầy nói rất là nhiều rồi. Và nó vẫn phải phụ thuộc vào cái lựa chọn của các bạn. Bởi vì muốn làm được như vậy thì mọi người phải thuộc công thức lượng giác, thuộc phương trình lượng giác cơ bản. Đấy. Còn nếu đã không thuộc thì chấp nhận phải bấm máy. Mà bấm máy thì sẽ có những bài rất là dài. Được chưa? Bấm máy không phải là không có cái hay. Đối với những bài phức tạp thì ta lại bấm máy nhanh hơn. Nát nữa sẽ đến những câu khó chẳng hạn thì ta sẽ bấm máy. Nhưng những câu dễ mà bấm máy thì lại thấy là nó rất là mất thời giờ, đúng không? Còn nhiều bạn lại cứ lấy lý do bao biện là gì? Tính miệng thì sợ sai. Thế thì bấm máy thì không sợ bấm sai à? Đúng không? Không sợ bấm nhầm à? Đấy, các em phải lưu ý nhá. Câu 59. Nghiệm âm lớn nhất A trừ B cộng C bằng 0 thì ta sẽ có là nghiệm tan x bằng trừ 1 và tan x bằng gì? Trừ 3 phần 2. Ở đây toàn là nghiệm đẹp rồi nên chắc chắn không liên quan đến nghiệm trừ 3 phần 2. Tan x bằng trừ 1 thì x sẽ bằng gì? Trừ pi trên 4 cộng kp. Mà nghiệm âm lớn nhất là khi k bằng 0 thì ta có trừ pi trên 4. Được chưa? Tiếp câu 60 là số nghiệm của phương trình trong cái khoảng trừ pi trên 2 đến pi. Thế thì câu như này thì ta lại bấm máy. Giải tay cũng được nhưng mà lại hơi mất thì giờ thì ta lại bấm máy những câu số nghiệm 1 8 nhập hàm số 2 tan trừ 2 trên. À đấy, khi bấm máy lại lưu ý nhá. Cái này lại còn có tập xác định cơ. 2 tan trừ 2 trên tan. Ta cứ bấm máy đi đã. Trừ 3 bằng, bắt đầu là từ trừ pi trên 2 đến pi là 3pi trên 2, 3pi trên 2 mà chia cho 21 đi, là pi trên 14. Rồi, bây giờ ta đi đếm khoảng nghiệm. Một nghiệm từ âm sang dương. Đúng không? Hai nghiệm từ âm sang dương. Ba nghiệm từ âm sang dương tiếp.
Như ta đang có là ba nghiệm, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ các em mới nhìn thấy rằng ta bấm thì vừa thấy ba nghiệm, đáp án lại không có ba nghiệm. Được chưa? Kiểm tra lại xem là mình có bỏ sót cái giá trị nào nhé. Âm dương dương một nghiệm này. Hai nghiệm rồi này. Ba nghiệm rồi này. Được chưa? Ba nghiệm và có hai cái đoạn error. Hai cái đoạn error là gì? Là cái chỗ đấy là tập xác định. Đấy, thì các bạn là bấm cái loại mà có tập xác định thì có khả năng sẽ đang bị gì? À đâu, ta vừa bấm được ba nghiệm đúng không? Đây chứ. Đây có số 3. Đúng chưa? Ta đánh dấu đây. Bây giờ ta mới thử giải tay để xem là có ra hay không. Quy đồng lên là 2 tăng bình trừ 3 tăng x. Đúng không? Trừ 2 bằng 0. Được chưa? Ta vừa ra ba nghiệm nhé, việc thầy giải tay. 2 này, trừ 3 này, trừ 2 này. Nghiệm là 2 và trừ 1 phần 2. Tan x bằng 2 và tan x bằng trừ 1 phần 2. Tan x bằng 2 thì x bằng arc tan 2. Arc tan 2 là một số lẻ. Arc tan 2 cộng với k pi. Thế thì với k bằng 0 thì đương nhiên là arc tan 2 có được rồi. Arc tan của 2 bằng được chưa? 1,01 à 1,11. Đây là 3,14 mà. Thế cộng thêm với càng 1 nữa, cộng thêm pi chắc chắn là vượt rồi, đúng không? Nhận suy ra cái này là một nghiệm. Tan x bằng trừ 1 phần 2. X sẽ bằng arc tan. Thôi, thầy cứ viết ra đi. X bằng arc tan 2 cộng k pi. Và x bằng arc tan trừ 1 phần 2 cộng k pi. Đúng chưa? Đấy, ra hai nghiệm arc tan như vậy. Thế thì ta sẽ tính như nào? Với càng không có một nghiệm rồi này, càng một thì sai này, càng trừ một thì sao? Arc tan 2. Xong lại càng trừ một là trừ đi pi bằng âm 2,03. Âm 2,03 thì nằm ngoài khoảng âm pi trên 2 chưa? Pi là 3,14 chia 2 thì mới có 1, gì? 1,5 mấy thôi. Đúng không? Đấy. Tương tự arc tan trừ 1 phần 2 bằng âm 0,46 mà đây là âm 0,5 à 0, gì? 1 phẩy mấy thì vẫn được đúng không? Hẹn một nghiệm nữa này. Với càng 1 cộng với pi 2,67 vẫn thỏa mãn chưa? Như ở đây là có hai nghiệm, thì tổng là ba nghiệm. Thế thì đối với con 60 này thì giải tay hay giải máy thì đều cho một kết quả giống nhau, đều là ra ba nghiệm. Và các em nhớ rằng cái đoạn lúc ta bấm máy ấy, thì khi có chữ error đấy mà đang ở trên dương xong error xong lại âm ấy thì cũng không được tính là nghiệm nhá. Được chưa? Tiếp tục câu 61, a trừ b cộng c bằng 0, một nghiệm trừ 1, trừ 1 là trừ pi trên 4 cộng k pi. Ta có đáp án B luôn. Câu 62. Câu 62 thì tương tự thế rồi đúng không? Lại quy đồng lên vì đây là 1 trên tan mà. Tan bình x cộng 2 tan x đấy, cộng 1 bằng 0. Thế thì đây là hằng đẳng thức rồi. Tan x bằng trừ 1, x bằng trừ pi trên 4 cộng k pi. Đáp án D. Câu 63. Câu 63 khá là dài đúng không? Thế thì bây giờ dài thì ta sẽ bấm máy. Tùy từng câu mà, cũng tùy từng bài, cũng chẳng nhất thiết là ta có phải làm máy móc rồi bài nào cũng phải tự luận cả. Phân số tan x chia cho 1 trừ tan bình của x trừ 1 phần 2 nhân với cotang thì bằng 1 trên tan. 1 trên tan của gì đây? X cộng pi trên 4. Đây. Đúng chưa? Đấy, ta can. Ta lấy pi trên 3 đi.
Không phải bằng không, sai nhá. Can tiếp, pi trên 6. Không phải bằng không, loại tiếp. Pi trên 8, can. Cũng không phải bằng không, loại tiếp. Can. Được chưa? Pi trên 12 bằng 0. Rõ ràng nó là nghiệm chưa? Đấy. Như tùy từng bài, những bài nào mà biến đổi phức tạp thì lại lựa chọn là công cụ máy tính cầm tay thì nó sẽ nhanh hơn. Tương tự câu 64. Câu 64 nhìn nó hơi lạ dạng một chút bởi vì đây có sin cộng cos trên cos. Nếu ta nhân tung ra thì nó sẽ là sin cos và cos bình. Thì sin nhân cos cho bằng sin 2x. Còn cos bình x thì sẽ hạ bậc ra là 1 cộng cos 2x trên 2 vân vân. Đấy, nhưng mà con này ta nhìn thấy biến đổi thì hơi lòng ngoằng nên ta lại thử đáp án. 2 căn 2 sin cộng cos nhân cos. 2 căn 2 sin x cộng cos x. Đóng ngoặc. Nhân cos x trừ trừ 3 trừ cos 2x. Được chưa? Đấy, ta can. Pi trên 6 luôn này. Sai rồi này, can tiếp này. Pi trên 6 là trừ pi trên 6 này. Sai tiếp này, can tiếp này. Pi trên 3 này. Sai tiếp này. Thế ở đây ba nghiệm ra thử rồi không được thì đương nhiên phải là chọn vô nghiệm. Đúng không? Ba đáp án thử không được thì phải là đáp án thứ tư. Tương tự vậy, các em còn nhớ câu này không? Câu này là câu mà thầy đã bảo phần chữa tự luận ý. Đó là gì? Nó là đề thi năm 2017 của Đại học Ngoại thương. Nếu không nhầm là như vậy. Thế thì để biến đổi nó tính tự luận ý, các em phải biến đổi dùng công thức nhân 3 ở sin cả cos này để làm sao cho nó mất được cái mẫu đúng không? Khi đấy ta mới ra được bài. Thế thì làm như vậy là quá là dài. Thì ta lại bấm máy. 5 mở ngoặc sin x cộng phân số này sin 3x cộng với cos 3x chia cho 1 cộng 2 lần sin 2x được chưa? Trừ cos 2x trừ 3 can pi trên 3 đi. Bằng 0. Nghiệm pi trên 3 bằng 0. Thế thì ta bỏ pi trên 6 luôn. Hai thằng này đều có cộng trừ bên 3 mà một thằng là kpi một thằng kpi thì ta lấy nghiệm nhỏ. Nghiệm này bằng 0 rồi đúng không? Can pi trên 3 mà cộng với pi là 4 pi trên 3. Nếu bằng không tiếp thì đúng. Đấy, lại không bằng không. Thế thì cái nghiệm cộng kpi này là sai. Thì ta còn mỗi cái đáp án A cộng trừ pi trên 3 cộng k2pi. Được chưa? Đấy là cái kỹ năng bấm máy. Tương tự vậy, câu 66. Tương tự câu 66. Cho một phương trình rất là dài mà lại hỏi để phương trình vô nghiệm thì giá trị của m như thế nào? Phương trình này vừa có cả tang, vừa có cả tang bình và cos 4x. Như vậy nếu làm tự luận thì sẽ hơi khó. Vì sao? Ta sẽ áp dụng thức 1 cộng tang bình bằng 1 trên cos bình. Đảo lên trên. Cos bình 1 trên cos bình mà đảo lên trên cos bình. Cos bình về tang thì giúp gọn còn sin cos. Đúng chưa? 4 lần sin cos thì bằng 2 lần sin 2x. Như vậy toàn bộ cái chỗ này ta sẽ biến đổi được thành 2 lần sin 2x. Đấy, được chưa? Chỗ này thì đương nhiên đây 2x thì đây phải 4x thì ta phải hạ bậc ra. Cos 4x thì bằng 1 trừ 2 lần sin bình 2x trên 2, đúng không? 1 phần 2 nhân với 1 trừ
2 lần sin bình 2x. Được chưa? Đó. Chia cho. À không, không cần chia, đây là công thức nhân đôi rồi. Cốt 2x bằng 1 trừ 2 sin bình mà. Cộng với 2 lần sin 2x bằng m. Thế em chuyển được về phương trình bậc 2 chưa? Ta sẽ có 1 phần 2 nhân vào là trừ sin bình. Đúng không? Trừ sin bình. Cộng 4 sin. Cộng 1 trừ 2 bờ. Sin bình trừ sin bình cộng 4 sin cộng 1 trừ 2m bằng 0. Thế thì em phải đi tìm điều kiện của m để phương trình này có nghiệm. Đúng chưa? Để phương trình có nghiệm đã. Về cơ bản nhất là ta thấy hai cái này có nghiệm khi nó là gì? Trái dấu. Trái dấu thì 1 trừ 2m lớn 0, m phải nhón 1 phần 2. Đúng chưa? M nhón 1 phần 2 trái dấu, nhưng cũng còn trường hợp nó có thể nghiệm dương, nghiệm âm, toàn âm hoặc toàn dương vân vân. Thế thì cách trình thống nhất là các em sẽ phải đi gì? Giải phương trình bậc 2 để tìm điều kiện của m, hoặc là khảo sát hàm số. Bây giờ ở đây ta sẽ đi tính delta phẩy. B phẩy bình là 4 trừ AC. Trừ AC chính là cộng với 5 là cộng với 1 trừ 2m lớn hơn, để phương trình vô nghiệm chứ, nhỏ không. Đúng chưa? Đấy. Thì ta có là m lớn hơn 5 phần 2. Ta xem mình có sai đâu không. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC trừ trừ cộng, cộng với 1 trừ 2m. 5 trừ 2m thì 2m lớn hơn 5, m lớn hơn 5 phần 2. M của mình lại lớn hơn 5 phần 2. Mà đáp án đang là trừ 5 phần 2. Đấy, thì ta để ta kiểm tra lại xem có vấn đề gì ở chỗ này không. 1 cộng tăng bình bằng 1 sin cốt bình, đảo cốt bình nhân tử, cốt với cốt ở mẫu chi tiêu, còn 4 sin cốt là 2 sin x. Đúng rồi, ngoặc đầu tiên 2 sin x. Cốt 4x bằng 1 trừ 2 lần sin bình 2x. Đúng rồi, nhân 1 phần 2. Rồi, quy đồng ra là 1 phần 2. 1 phần 2, đây đây, ta quy đồng sai đây. 1 phần 2 trừ m. Ta còn quy đồng bỏ mẫu. Chỗ này ta quy đồng bỏ mẫu rồi thì sẽ là 1 trừ 2m. Được chưa? Ta kiểm tra lại tiếp là trừ sin bình 2x. Đúng rồi này. Cộng với quy đồng 2 lên là 4 sin. Cộng 4 sin, đúng rồi. Chỗ này là 1. 1 trừ đi 2m. Đúng. Delta phẩy bằng B phẩy bình là 4. Cộng với 1 trừ 2m, đúng. Delta phẩy nhón bằng 0. Thì m lớn bằng 5 phần 2. Ok. Như vậy bài này có thể là cái số đang có vấn đề rồi. Ở đây ta phải suy ra được m lớn bằng 5 phần 2 cơ. Có mỗi cái đáp án này thỏa mãn nhưng nó đang là trừ 5 phần 2 này. Đó. Ta đánh dấu vào đây nhá. Đây rồi. Do cái chỗ này quy đồng mình bị quy đồng sai này. Mình núp thì quy đồng, núp thì không này. Chỗ này quy đồng 2 lên thì là 4 sin trừ 2m, đúng rồi. Thế thì đây phải là trừ 2 lần sin bình 2x. Còn đây là 1, đúng rồi, đấy. Thế thì ta sẽ tính là cái delta phẩy sẽ bằng là gì? 4. Nhưng mà phải là gì? Trừ A nhân C là cộng 2 trừ 4m. Đây, đấy.
thì ta sẽ được là 6 trừ 4m nhón 0 thì m lớn hơn 3 phần 2. M lớn bằng 3 phần 2. Để phương trình vô nghiệm thì không có thể có dấu bằng được, nhỏ hơn thôi. Được chưa? Đấy, để phương trình vô nghiệm thì delta phẩy phải nhón 0. Nhón 0 thì phương trình không có nghiệm mà. Đấy, thì ta giặc m lớn 3 phần 2. Thế thì ở đây ta thấy ngay có đáp án D là m lớn 3 phần 2 này. Thì ta chọn được ngay D. Thế tại sao lại có cái giá trị mà m nhỏ hơn trừ 5 phần 2 này? Bởi sao? Nó còn một trường hợp nữa đó là gì? Phương trình này có nghiệm. Phương trình bậc 2 này có nghiệm. Nhưng cả hai nghiệm đấy đều nằm ngoài khoảng trừ 1, 1. Có nghĩa là có nghiệm dương lớn 1 và có nghiệm âm nhỏ hơn trừ 1. Thế thì nó vẫn trở thành là vô nghiệm. Đấy. Còn đây là ta đang xét trường hợp là phương trình này vô nghiệm. Thì m lớn 3 phần 2. Và có mỗi một đáp án lớn 3 phần 2 thì ta chọn được ngay đáp án D. Còn nếu ai tính cụ thể nữa là tìm điều kiện m để phương trình này có nghiệm. Nhưng nghiệm đấy lại có trị tuyệt đối gì lớn hơn 1. Thì cũng loại. Được chưa? Nhưng là chẳng tội gì vì có mỗi đáp án đây rồi thì ta chọn được ngay rồi. Đúng không? Tiếp theo, ta đến với câu 67. Nhìn cũng đã thấy phức tạp rồi đúng không? Đấy, thế thì các em ý này. Sin bình bằng 1 trừ cốt bình. Nhưng như thế thì lại là gì? 1 trừ cốt bình ở mẫu này. Đúng chưa? Đấy, còn đây là 1 trừ cốt 14. Là còn trong này lại là cotang 2x, cả cotang x. Thế thì đối với phương trình phức tạp như này, thì ta tốt nhất là ta lên gì? Lên bấm máy. Còn nếu bạn nào muốn làm tự luận thì thầy gợi ý này. Cotang này bằng cos 2x trên sin x trên sin 2x nhân với cos x trên sin x. Các bạn quy đồng lên thì sẽ được công thức là cos cos cộng sin sin. Đấy. Thì lúc đấy các bạn bắt đầu mới rút gọn được. Nhưng mà là khá là dài đấy. Thì bây giờ ta sẽ bấm máy nhá. Thầy gợi ý cách làm cho các bạn muốn tự luận thôi. Cos mũ 4 trừ 2 trên sin bình nhân với 1 cộng với cotang thì bằng 1 trên tang 2x. Đúng không? Nhân với tang x. Được chưa? Đấy. 1 trên tang 2x nhân với 1 trên tang x. Rồi, bây giờ ta can. Thầy thử với pi trên 16, shift pi trên 16. Không phải. Can với pi trên 12. Âm 176 số đẹp đấy nhưng mà không phải. Thử với pi trên 8. Can shift pi trên 8. Không, ok. Đấy, thử lốt với pi trên 4 cho các em xem này. Còn lỗi phép tính luôn cơ, có nghĩa là nó không thỏa mãn điều kiện xác định. Đấy. Như vậy là ta bấm phát là ra luôn đáp án C không? Rất là nhanh. Đấy, được chưa? Câu 68. Câu 68 thì các em có thể đưa về bậc 2 thì dễ rồi. Nhìn thấy ngay là cái công thức nhân đôi rồi. 2 cốt bình trừ 1 đúng không? 2 cốt bình trừ 1 với 1 này mất này. Sin bình này, tôi được thầy cứ ghi công thức đầy đủ nhá. Cộng với 1 trừ cốt bình cộng 2 cos cộng 1 bằng 0. Thế ta được là 2 cos bình trừ cos bình là còn cos bình trừ 1 1 mất cộng 2 cos cộng 1 bằng 0. Thế đây là hằng thức đúng không? Cos x cộng 1 tất cả bình bằng 0 thì cos x bằng trừ 1. Cos x mà bằng trừ 1 thì x sẽ phải bằng gì? Pi cộng k2pi. Được chưa? Vậy ta có đáp án B. Câu 69. Câu 69 này. Cos 14 sin 4 cos nhân sin trừ 3 phần 2 bằng 0. Đấy. Nhìn thấy đây là sin 3x đấy nhá. Nó không hề đơn giản chút nào đâu. Chỗ này là sin 3x. Đấy. Như vậy là các em nếu làm tự luận thì lại phải dùng công thức tích thành tổng. Lại phải dùng công thức tích thành tổng. Có nghĩa là gì? Sin nhân cos bằng gì? Tách trở ra. Và chỗ này lại dùng công thức là sin mũ 4 cộng cos mũ 4 bằng 1 trừ 1 phần 2 sin bình 2x. Đấy, chỗ này là 1 trừ 1 phần 2 sin bình 2x. Từ đấy đưa được hết phương trình này về về dạng sin bậc 2 của 2x. Được chưa? Đấy là cách tự luận. Còn thầy sẽ lựa chọn bấm máy đối với những câu như này. Cos mũ 4 cộng
sin mũ 4 cộng cốt của x trừ trên 4 nhân với sin của 3x trừ 3 trừ pi trên 4 ra rồi trừ đi 3 phần 2 để ta xong. K có số pi trên 4 lẻ ta kiểm tra luôn. Shift pi trên 4 bằng 0 này. Nghiệm này bằng 0 này. Đó. Thế bây giờ thầy thử thêm các này nhá. Các em để ý này. Các này thầy bày cho các em cách thử. K bằng 0 nó đều bằng 0 như nhau cả. Nhưng K bằng 1 nó sẽ khác. 2pi, 3pi, 4pi. Thầy thử nghiệm 4, 3pi cho em. Can. Trừ 1 sai chưa? Can. 2pi. Trừ 1 sai chưa? Can. 4pi. Trừ 1 sai chưa? Đấy. Thế ta vừa thử cái pi trên 4 cái số lẻ đầu tiên trước thì tự lại là ra đáp án đẹp luôn bằng 0. Còn ba thằng này thì đều ra đáp án là trừ 1. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục. Câu 70. Sin 3 cộng cốt 2 bằng 1 cộng 2 sin x nhân cốt 2x. Đấy. Tương đương với phương trình. Thì người ta lại cho cái kiểu là không bắt tìm x bằng bao nhiêu mà người ta lại chỉ tìm ra cái phương trình tích thôi. Đúng không? Đây là tìm ra phương trình tích đấy. Thế thì ta làm như nào? Đối dạng này ta làm như nào? Các em nhìn thử xem. Ta hoàn toàn thể đưa được hết về phương trình sin. Thầy sẽ viết biểu thức để đưa hết về phương trình sin. Còn đâu việc giải là của các em nhé. Còn đâu? Sin 3x bằng 3 lần sin x trừ 4 lần sin mũ 3 của x công thức nhân 3. Cộng cốt 2x bằng 1 trừ 2 sin bình x bằng 1 cộng 2 sin nhân với 1 trừ 2 sin bình. Đấy, các em thấy không? Tất cả ta đưa được hết về phương trình gì? Một ẩn sin thôi. Đúng không? Sau khi em nhân tung hết ra nhóm nhân tử trung vân vân thì em sẽ tìm được sin x bằng mấy? Bây giờ thầy sẽ nhẩm nghiệm. Tất cả đều có sin x bằng 0 rồi. Thế không quan tâm cái dịch nghiệm sin x bằng 0 nữa. Ta thử với 1 đi. 3 trừ 4 là trừ 1 cộng 1 bằng 0. Đây là trừ 2. Như bên trái là trừ 2 nhé. 1 trừ 2 là trừ 1. Trừ 1 nhân 2 là trừ 2 cộng 1. Trừ 2 cộng 1 bằng trừ 1. Bên này trừ 2. Như vậy nghiệm 1 bỏ. Thế thử với trừ 1 này. Trừ 4 với trừ là cộng 4. Cộng 4 với trừ 3 là 1. 1 là 2. 2 với trừ 2 là bằng 0. Vế này bằng 0 này. Trừ 1 thì bên này vẫn là gì? Vẫn là 1 trừ 2 trừ 1. Trừ 1 nhân với trừ 2 là 2. 2 cộng 1 là 3. Trừ 1 sai tiếp. Nhận nghiệm này loại này. Nghiệm này loại này. Đúng chưa? Đấy, bây giờ còn nghiệm 1 phần 2 nữa. Hơi đen. Ta thử đến lần thứ 3 rồi đấy. Đúng không? Bạn còn thử miệng. Biết thế ta có khi ta nhập luôn hàm số này ta bấm máy. Đúng chưa? Đấy. 1 phần 8. 4 trên 8 là trừ 1 phần 2. 3 phần 2 mà trừ 1 phần 2 là 1. 1 cộng 1 là 2. 2 mà trừ đi 2 phần 4 là 1 phần 2. 2 trừ 1 phần 2 là 3 phần 2. Với lại là 3 phần 2 nhé. 1 phần 4 là 1 phần 2. 1 trừ 1 phần 2 là 1 phần 2. 1 phần 2 nhân 1 cộng 1 là 3 phần 2. Đây rồi. 1 phần 2 là nghiệm rồi. Được chưa? Nhẩm đến lần thứ 3 mới ra nghiệm. Thì đấy là cách thứ nhất. Là các bạn có thể gì? Khai triển công thức lượng giác như thế này. Rồi giải ra sin cốt. Chẳng qua đến bước này thầy lười thì không muốn viết tiếp. Mà để các bạn viết thôi nên thầy nhẩm đáp án. Còn đâu khi các bạn rút gọn khai triển lại thì chắc chắn ra nghiệm phương trình tích thôi. Cách thứ hai dành cho những bạn nào cũng không thuộc đáp án. Xin lỗi không thuộc đáp án mà không thuộc công thức lượng giác. Các em lại nhập nguyên cái dòng lệnh này cho đây. Sau đó can. Can cái gì? Can các cái giá trị này này. Nhưng không phải giá trị sin x bằng 0. Mà các em biết rằng sin x bằng 1 phần 2 thì x bằng pi trên 6 đúng không? Các em can giá trị pi trên 6 cho thầy. Sin x bằng 1, x bằng gì? X bằng pi trên 2. Can pi trên 2 vào. Nếu nó bằng 0 thì đúng. Đúng chưa? Đấy, thì đấy là một cách để ta có thể bấm máy. Được chưa? Tiếp tục. Sang câu 71. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình này. Đấy, lại hỏi tổng các nghiệm rồi. Hỏi số nghiệm thì 1, 7. Đúng không?
Hỏi nghiệm thì can, nhưng tổng tất cả các nghiệm thì nó khó một chút. Mốt 7 nhưng phải lấy cái cột bên trái cộng nó lại với nhau. Đúng chưa? Đấy, thầy sẽ bấm. Giải tay thì các em hoàn toàn làm được. Nên thôi để các em tự làm. Đúng chưa? Lại biến đổi thằng này tích thành tổng này. Thì nó sẽ ra 5x. Một thằng sẽ ra là gì? X thì ghép với thằng này. Đúng thôi. 1, 8. Vì những con phức tạp thì biết chắc rằng nhiều bạn sẽ chọn lựa cái cách bấm máy hơn. Nên thầy sẽ làm theo cái cách mà nhiều bạn chọn lựa. Cộng 2 sin 3x nhân với sin của 2x. Đấy. Như vậy ta nhập xong. Sin 3x nhân sin 2x này. Cốt 5x cộng cốt 2x này. Bằng 0. 2pi. Step là gì? Lấy 2pi trên 20pi là pi trên 10 đi. Thầy sẽ xem thằng nào là nghiệm nhá. Từ đây sang đây đổi dấu chắc chắn có nghiệm. Đúng không? Thế thì có nghiệm thì nghiệm sẽ là ở số bên này. 0,9 là 1,2 thì lấy xấp xỉ là 1 đi. Được chưa? Đây là 1 nhá. Đây là nghiệm thứ hai này, 3,14 này là pi này. Đúng nghiệm luôn pi này. Từ đây sang đây lại có nghiệm tiếp này, đúng không? Nó là 5,0 và 5,3 thì thầy lấy xấp xỉ là 5,2 đi. Đúng chưa? Đấy. Hết rồi. Thế là ta có ba cái nghiệm này đúng không? Đấy. Thế thì đây là pi. Đây là 5,1 cộng 1 là 6,2. Mà pi là 3,14, nếu gấp đôi lên 3,1 mà gấp đôi lên 6,2 thì chỗ này sẽ tương ứng với 2 pi, thì tổng đây phải là 3 pi. Đúng không? Thế thì ta có tổng tất cả nghiệm phải là 3 pi. Vì nó không thể lệch lên thành 4 pi, 5 pi, 6 pi được, lệch lên 4 pi rất là lớn. 4 pi cộng thêm 3 rồi mà. Được chưa? Đấy. Nghiệm con này là khá là đẹp vì ta có thể ra nghiệm tương đương luôn. Được chưa? Đấy. Tiếp theo, số nghiệm. Số nghiệm thì đơn giản rồi đúng không? Nếu làm tự luận thì cốt 4x sẽ bằng gì? 2 cốt bình 2x trừ 1. Còn tan 2x thì bằng sin 2x trên cốt 2x. Và các em sẽ nhóm nhân được chung. Thực ra là ta có thể triệt tiêu cốt 2x luôn ở hai vế. Thì trên này sẽ còn là gì? Cốt 4x bằng sin 2x thì gì? Dùng công thức là 1 trừ 2 lần sin bình 2x. Đây nhá. Thầy sẽ viết chỗ này là tự luận này. 1 trừ 2 lần sin bình 2x trên cốt 2x bằng sin 2x trên cốt 2x. Thế các em có thể là bỏ mẫu không? Thế thì ta sẽ là 1 trừ 2 sin bình 2x bằng sin 2x không? Xong giải ra nghiệm, xong xem là k bằng mấy để làm trong khoảng 0 pi trên 2 không? Đấy. Nhưng nó hỏi số nghiệm là ta cứ bấm luôn. Cốt 4x trên cốt 2x. Trừ tan 2x bằng từ 0 đến pi trên 2 đúng không? 0 pi trên 2. Pi trên 2 thì sẽ là thầy lấy là pi trên 20 đi. Đếm số nghiệm này, đổi dấu, 1 nghiệm. 2 nghiệm, đổi dấu, đúng không? Hết rồi, có 2 nghiệm. Được chưa? 2pi. Pi trên 2 mà chia cho 20. Bây giờ thầy tăng lại đi, tăng thêm cái khoảng này đi. Thầy tăng cái step này lên nữa đi. Vừa rồi là ta lấy pi trên 20. Bây giờ pi trên 2 là thầy lấy là pi trên 40 đi. Mình lấy cho cẩn thận mà. Đổi dấu một lần, một nghiệm. Đổi dấu hai lần, hai nghiệm. Vẫn vậy, đúng không? Được chưa? Vẫn chỉ đổi dấu hai lần thôi.
Như vậy là phương trình này có hai nghiệm trong khoảng này. Được chưa? Tương tự như vậy, nghiệm của phương trình. Thế thì các em nhìn thấy này, tất cả những phương trình này đều có cái chung là trừ bi trên 4 rồi. Đều có chung nghiệm trừ bi trên 4 khi k bằng 0. Có nghĩa là nếu em thử đáp án mà thử trừ bi trên 4 là sẽ thằng nào cũng thỏa mãn thôi. Nên ta lại không thử trừ bi trên 4 nữa. Ở đây ta thấy nó khác ở chỗ là thằng này lấy cộng bi trên 4. Thằng này lấy trừ 3 bi trên 4. Em có thể thử hai đáp án này trước. Nếu hai thằng này không thỏa mãn thì mình mới xét đến cái chỗ này. K bằng 1. Đúng không? Đấy. Thế thì thầy sẽ chọn cách là thử đáp án nhé. Chọn cách thử đáp án này. Thử đáp án thì các em có thể bấm máy hoặc là ta nhẩm miệng. Nhưng mà đề phòng cái trường hợp mà nhẩm bi trên 4 mà lại không đúng nữa, ta phải thử các trường hợp khác thì thôi ta bấm máy luôn cũng được. Còn nếu làm tự luận thì các em nhân tung phá ngoặc cho thầy là sẽ biến đổi được về cơ bản thôi. Đây, sẽ nhập này. Cốt x nhân cốt x cộng 2 sin sin x cộng với 3 lần sin sin x nhân với sin x cộng căn 2 chia cho sin 2x trừ 1 trừ 1 tiếp căn. Ta thử với pi trên 4. Lỗi phép tính bỏ căn. Ta thử với trừ 3 pi trên 4. Lỗi phép tính tiếp, bỏ, đấy. May là mình cẩn thận, mình bấm đúng không? Không nhầm miệng thì toang. Bây giờ chắc chắn trừ pi trên 4 có nghiệm rồi, ta thử với cộng 1 đi. Trừ pi trên 4 cộng pi là 3 pi trên 4. Trừ 3. Đấy. Còn trừ pi trên 4 cộng k2 pi thì chính là gì? Trừ pi trên 4. Không, đấy. Đúng chưa? Đấy, ta ra không rồi. Thế thì có mỗi cái nghiệm này là thỏa mãn. Nghiệm này cũng thỏa mãn, nghiệm này thỏa mãn. Nhưng mà nghiệm cộng không thỏa mãn, nghiệm trừ này không thỏa mãn. Cái nghiệm cộng này không thỏa mãn. Thế còn mỗi cái đáp án D. Được chưa? Đấy. Câu 75. Tương tự vậy, đúng không? Nhưng các nghiệm này khác nhau rồi. Các nghiệm này khác nhau rồi thì nó rất là dễ. Thầy sẽ thử luôn. Những nghiệm bi trên 4 này mà. 0, sin 0 bằng 0. Bi trên 2 là 1, đúng không? Sin bi trên 4 là 1 phần 2. Mũ 4 lên là 1 phần 16. 1 phần 16 cộng 1 thì không thể bằng 5 phần 4 được. Được chưa? Như vậy thằng này sai. Nghiệm bi trên 8 này sẽ bị lẻ nên thầy sẽ không ưu tiên thử nó. Thầy thử tiếp bi trên 2. Thì đây là bi trên 4. Đúng không? Đây là 1. Đây vẫn là 1 phần 2, mũ 4 là 1 phần 16. 1 cộng 1 phần 16. Mà đây là cốt 1 phần 16 là 2 phần 8. 1 cộng 2 phần 8. Được chưa? Nhưng không thỏa mãn rồi. Ta thử nghiệm bi thôi mà. Sin bi bằng 0. Sin 3 bi trên 4. Và sin của 5 pi trên 4. Ta bấm thử sin 3 pi trên 4 này. Sin của 3 pi trên 4 bằng căn 2 trên 2 mà mũ 4 lên. 1 phần 4 nhá. Được chưa? Đấy. Sin của 5 pi trên 4 này. Mũ 4 lên tiếp. 1 phần 4. 1 phần 4 cộng 1 phần 4 thì sẽ là 1 phần 2. Không thỏa mãn. Thế ta thử lại cái thằng đấy, thử pi trên 8 à. Ờ thì thử pi trên 8 thử xem nào. Vì sin của pi trên 8 thì nó sẽ bị lẻ. Đấy, mũ 4 lên. Chắc là không được đâu. Thầy thử lại cái pi trên 2 xem thầy có nhầm sai không. Sin của pi trên 4. À ừ đúng rồi, lúc ấy mình nhầm sai. Sin pi trên 4 không phải 1 phần 2. Nếu mình lại mũ 4 lên thành 1 phần 16 là sai. Nó là 1 sin căn 2 phải 1 phần 4. Thầy nhầm lại nhá. Cái này chắc chắn sai rồi. Cái này chắc chắn sai rồi.
Bây giờ ta nhẩm lại cái bit trên 4 cái. Vừa rồi ta nhẩm sai cái bit trên 4. Thay bit trên 4 vào, thay bit trên 2 vào thì đây là xin bit trên 4 vụ 4 thì sẽ bằng 1 phần 4. Được chưa? 1 phần 4 còn cốt của pi trên 4 cũng bằng 1 phần 4 là 1 phần 2. 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2. Còn nếu cái pi trên 4 này thay vào là 0 này. 1 phần 4 này. 1 phần 4 cộng 1 là 5 phần 4. Đây B là đáp án. Rồi. Cái này ta nhẩm bị sai luôn ấy. Thầy lại nhẩm là 1 phần 2 mũ 16. Được chưa? Tiếp tục. Thôi những cái câu như 76 này thôi nhá. Bấm máy thì các em bấm đi. Nó dài quá. Câu này thì nhìn quen quá rồi đúng không? Đó, nhìn cái biểu thức này thì các em nghĩ ngay đến cái đề bài tự luận mà ta làm của đề thi làm tự luận của Đại học Ngoại thương năm 2007 rồi thì phải. Được chưa? Thử đáp án được mà. Cái này thử cái đáp án được. Câu 78. Tìm M để có nghiệm. Đấy, những cái câu khó này thì ta lên làm này. Tìm M để có nghiệm. Câu này nó lại hơi bị vượt chương trình một chút ở chỗ. Nó đang có dạng là phương trình đẳng cấp. Đang có dạng phương trình đẳng cấp rồi. Đấy. Vì nó là sin bình cốt bình, nó là sin cốt. Thì nó phải làm ở nội dung bài sau nữa. Bài sau ta học đến phương trình đẳng cấp. Có nghĩa là gì? Để làm bài này vẫn làm được. Là các em chia cả hai vế cho cốt bình nhá. Chia cả hai vế cho cốt bình thì chỗ này ta được là tang bình. Chỗ này là 2M trừ 1 sin cốt chia cốt bình là tang. Vậy ta được này. Tang bình này. Trừ 2 nhân M trừ 1 tang. Trừ đi M trừ 1. Trừ M cộng 1. Chuyển M sang là trừ 2M cộng 1 bằng 0. Đấy thì ra phương trình bậc 2. Sau đó ta lại đi tính gì? Tính delta. Để nó có nghiệm thì delta phải lớn bằng 0. Đấy. Được chưa? Đây là cách làm tự luận nhé. Các em có thể chia cả hai vế cho cốt bình. Nhưng trước khi chia ta có thể nhẩm thử nghiệm đi. Bởi vì chia thì mẫu phải khác không mà. Đúng không? Cốt bằng 0 thì sin bằng 1. Sin bằng 1 thì M bằng 1 là đáp án. Như vậy ta chắc chắn có M bằng 1. Thế thì thầy sẽ chọn được đáp án A. Vì khi cốt bằng 0 này. Mà M bằng 1 thì sin mình bằng 1 là có nghiệm mà. Được chưa? Đấy. Thế thì chắc chắn câu này sẽ là đáp án A. Tương tự cho câu dưới. Thì nó là sẵn là dạng phương trình bậc 2 rồi đúng không? Thế để có nghiệm. Thì các em nhớ rằng là delta phải lớn bằng 0. Nhưng như này chưa đủ nữa nhá. Delta lớn bằng 0. Nhưng mà lại còn phải có nghiệm. Lại phải nằm trong phạm vi từ trừ 1 đến 1 nữa cơ. Đúng không? Đấy. Chứ mà chỉ delta lớn bằng 0 không thì khả năng cao bạn vẫn bị sai. Vì có nghiệm mà nghiệm là 2, nghiệm là 3 thì vẫn loại. Được chưa? Đấy. Thì đối với những câu này các em có thể tính tự luận bằng cách tính delta vân vân được. Nhưng có thể một cách khác là ta đi thử đáp án. Ta thử đáp án M xem nó có nghiệm hay không. Đúng không? Ví dụ thầy lấy M bằng 2. Tại sao lấy M bằng 2? Vì thay vào đây thấy bằng 0 này. M bằng 2 nhá thì ta được này. Sin bình cộng với 6 sin. Sin bình cộng 6 sin thì chắc chắn có nghiệm sin không đúng không? Thế M bằng 2 đúng. Thế chỗ này không lấy số 2 thì sai chưa? Đấy. Thế tương tự như vậy. M bằng 1 thì giống nhau rồi. Ở đây ta lấy M bằng 3 thử xem. 3 thì ta sẽ được là sin bình cộng 8 sin. M bằng 3 này. Thầy viết nhỏ đây là sin bình cộng 8 sin trừ 6 bằng 0. Ta thử xem phương trình này có nghiệm không. 1, 8, trừ 6. 1, 9, 2. 1, 8, trừ 6. Nghiệm này 0,69 được. Đúng không? Nghiệm này thì bỏ nhưng mà có nghiệm 0,69. Thế thì đây là đáp án. Đúng không? Được chưa? Câu 80. Để phương trình bằng A sin x có nghiệm, điều kiện thích hợp là. Đấy. Thế thì cái này lại liên quan, nếu làm tự luận thì liên quan đến công thức làm nhanh này. Sin mũ 6 cộng cos mũ 6 bằng 1 trừ 3 phần 2 sin bình 2x bằng A trị tuyệt đối sin 2x. Đấy, từ đây các em lại chuyển thành phương trình bậc 2 rồi đúng không? Được chưa? Và lại phải tính delta vân vân. Nhớ rằng trị đối sin x thì các em phải chia trường hợp ra. Một cách khác đó là ta lại đi thử đáp án thôi. Các em cứ thử A bằng một số nào đó trong các khoảng này. Được chưa? Ví dụ thầy lấy A bằng 0. Thầy lấy A bằng 0 nhá. A bằng 0 mà đúng thì một trong hai thằng này đúng được đúng không? Hai thằng này toàn dương mà. Thì A bằng 0 thì
sin bình 2x sẽ bằng gì? 2 phần 3. Như vậy là căn ra là căn 2 trên căn 3 thì nhỏ 1. Như vậy A bằng 0 là có nghiệm. Đúng chưa? Thế thì ta chỉ phân vân giữa là gì? Bây giờ lấy một số A âm đi. Vì thằng này lấy âm nhưng thằng này không đấy mà. Thì các em sẽ thay để kiểm tra được đáp án. Đúng chưa? Đấy. Thì thôi, câu 80 là câu cuối cùng rồi. Thì thầy sẽ bớt lại để cho các em thử đáp án những cái câu như câu 78, 79, 80 để cho các em luyện cách thử đối với những câu khó. Thầy chỉ gợi ý như vậy là gần như sắp xong rồi đấy. Đúng chưa? Đó. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho em toàn bộ nội dung phần bài tập trắc nghiệm và bài tập gì? Tự luận của cái dạng bài phương trình lượng giác đưa về phương trình bậc 2. Đúng không? Đấy, phương trình lượng giác đưa về phương trình bậc 2. Được chưa? Đấy. Thì buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Các em cố gắng về nhà luyện tập và học thuộc công thức lượng giác cho thầy nhé. Được chưa? Okay, tạm biệt các em.